Xin chào các bạn, chào mừng đến với đồ chơi di động com. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dán cái miếng dán TPF mà loại trong. Đây là loại siêu trường lớn của Yagay dành cho cái đồng hồ nha các bạn. Mình sẽ minh họa đây một cái đồng hồ, và cách dán thì nó cũng tương đối là đơn giản. Mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách dán khác nhau. Cách đầu tiên là mình sẽ dán dạng khô nha các bạn. Bạn chờ mình xíu nha. Để mình lấy miếng dán ra. Đầu tiên thì chúng ta phải vệ sinh cái màn hình cho nó sạch cái đã. Chúng ta dùng cái khăn cồn lau và lau bằng cái khăn khô lại, khăn 1-2 thì chúng ta sẽ chấm, sau đó chúng ta sẽ chấm bụi trên cái màn hình cho nó sạch ha. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ có miếng dán như thế này. Nó có tay cầm, nhưng mà tay cầm thì chúng ta sẽ dán theo kiểu tay cầm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dán khô. Chúng ta tìm một cái kéo nhỏ ha. Thì chúng ta sẽ tách cái miếng dán ra chỗ này một tí xíu. Đó. Mình sẽ kéo miếng dán lên một xíu nha các bạn. Đó. Rồi chúng ta cắt bỏ một đoạn ở dưới cái lớp này. Đó. Bây giờ chúng ta phủ bụi sạch, chúng ta vẫn còn cái tay cầm để chúng ta canh. Tại mình lỡ kéo hơi mạnh tay, nó rách cái phần tay cầm ra một xíu. Nhưng mà cái của bạn thì không có bị, bằng cái nhẹ tay mình cầm đây. Đó, bằng canh đều lên trên màn hình. Mình sẽ hướng dẫn nhanh cách thực hiện thôi. Đó, các bạn canh, mình thấy ưng ý thì các bạn hạ nó xuống. Thì chúng ta in cái đầu mà chúng ta cắt ra, lớp keo sẽ bám vào trong cái đồng hồ. Đó, chúng ta kêu một cái gạt cứng như cái thẻ ATM chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta sẽ gạt nó. Đó. Nhớ phủi bụi trước khi gạt nha. Cách này thì nó cũng tương đối dễ. Nhưng mà còn cách nữa chút mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dán nước thì nó sẽ dễ hơn. Đó, thì xung quanh các bạn vuốt xuống là nó dính thôi. Miếng dán này là cái miếng dán có độ dẻo cực kỳ cao các bạn, tức là rất là dai, rất là khó gắt, rất là trơn láng, và nó ôm cái phần những phần cong rất là tốt, cực kỳ tốt, tốt hơn tất cả những loại mà mình từng biết trước đây. Vô cái độ cong, vô phần cong của nó rất là dễ dính. Đó, giờ chúng ta sẽ dán cách này xong rồi mình sẽ bóc ra, mình sẽ thử một cách nữa. Cách thứ hai thì nó dễ hơn, nó dành cho những bạn không khéo tay lắm, có thể canh không ngay hay chệch choạc, thì chúng ta sẽ dùng cái cách này. Thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một miếng nước, nước trắng là được rồi ha. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi, chúng ta sẽ dán bằng nước. Đợi mình xíu nha. Đối với miếng dán không có tay cầm, không có dễ dán thì chúng ta dán bằng nước. Thì đầu tiên là chúng ta phải tách cái miếng dán ra, tách cái lớp keo nó ra. Chúng ta nhúng nước cho nó ướt cái tay chúng ta ha. Ở đây mình có cái chai xịt, mình xịt luôn, không các bạn cứ có cái ly nước nhỏ ở cái bên này, chúng ta chậm nước vô cái đầu ngón tay cho nó ướt. Đó. Khi mà cái đầu ngón tay của chúng ta nó ướt như thế này rồi á, thì chúng ta cầm, chúng ta phạm vô cái lớp keo của nó sẽ không có bị lớp keo của miếng dán nó sẽ không có bị hư các bạn. Đó. Bằng tách ra, bóc miếng dán thoải mái luôn, tại vì tay chúng ta ướt nên các bạn cứ an tâm là miếng keo sẽ không bị hư ha. Rồi, rồi chúng ta sẽ nhúng nước cái miếng dán đó, và xịt lên cái đồng hồ chúng ta luôn, không mà chúng ta cứ nhiễu một tí lên đồng hồ cũng được. Rồi nhúng nước miếng dán ở đây thì mình không nhúng, mình xịt, mình không có chuẩn bị ly nước, tại mình hay sử dụng cách này, mình có sẵn cái nước xịt ở đây, nó cũng chỉ là nước bình thường thôi các bạn nha. Rồi chúng ta đặt lên trên cái đồng hồ. Cái này nó còn nước thì nó sẽ dễ canh hơn. Các bạn có thể bốc lên hạ xuống thoải mái ha. Canh nào cho nó ngay thì thôi. Đó. Nếu mà nó chưa ngay thì các bạn cứ gỡ nó ra, gỡ kéo nó lên.
nó hơi dính dính là do chỗ đó nó bị khô á, thì các bạn có thể châm thêm nước vô, xịt thêm tí nước nữa canh. Ví dụ bây giờ mình đã ưng ý cái vị trí này rồi á, thì các bạn cũng tiếp tục dùng một cái gạt, gạt nhẹ nhẹ thôi cho nó chạy, gạt nhẹ nhẹ cho nó ra bớt nước là nó sẽ dính đó. Rồi, thấy không? Rồi phần tiếp theo á là cái phần nước ở ngoài nó sẽ đọng ở cái mép miếng dán thì nó không có dính liền được, các bạn phải vuốt cho nước nó ra hết. Và nếu có cái máy sấy chúng ta sấy nhẹ, hoặc là ngay ngọn cái quạt nó thổi khô, hoặc là chúng ta dùng một cái khăn khô thì chúng ta lau chậm cái phần nè, miết miết sao cho nó, cái khăn nó thấm cái phần nước đó. Các bạn miết theo cái hướng mà từ trên cái mặt đồng hồ xuống đây nha, cái cạnh cong miết xuống dưới, đừng miết ngược lên trên. Nhiều khi cái khăn của bạn nó có lông, nó bám cái lông ngược vô trong cái chỗ miếng dán thì nó sẽ cái keo chỗ đó nó không dính được nữa, nó sẽ xấu đó. Chúng ta cứ miết nó khô, nguyên tắc là chỉ cần khô là nó sẽ dính. Cách này là cách đơn giản nhưng các bạn không khéo tay và sợ mà bóc trúng cái miếng, cái phần keo miếng dán bằng cái tay khô á, nó sẽ phải làm hư cái phần lớp keo ở dưới của cái miếng dán này. Cái cách này thì nó sẽ lâu dính hơn một chút xíu do nó có nước, nhưng mà khi các bạn lau cho nó thực sự khô á, thì nó sẽ dính cũng chắc chắn như thường. Không, bắt đầu là những chỗ khô rồi nó đã dính rồi nè đó. Chúng ta miết miết thêm chút nữa, có cái máy sấy thì chúng ta sấy nhẹ nhẹ thôi, đừng có để chú ý là nhiệt độ đừng có quá nóng nha, vậy nó chủ yếu là hong khô nó thôi đó, thì nó sẽ dính. Chúng ta sẽ miết cái khăn ra để cái khăn nó thấm luôn cái nước này. Bây giờ nó bắt đầu nó dính rồi các bạn nha, rất là đơn giản. Thì qua đây là có hai cái cách dán như vậy, là hy vọng với hai cái hướng dẫn này thì các bạn sẽ tự dán ở nhà một cách rất là dễ dàng, và mà theo mình thấy thì cái tỷ lệ thành công của nó rất là cao. Cái miếng dán thường là của Gia Khai sẽ hỗ trợ cái phần tay nắm như hồi nãy để các bạn canh cho nó dễ. Các bạn nhìn thẳng từ trên xuống dưới thì các bạn sẽ thấy nó đều hay chưa, và khi đều rồi chúng mày hạ nhẹ nhàng xuống, mà chúng ta miết cái đầu mà chúng ta bóc cái lớp dưới ra cho nó dính cố định lại, chúng ta gạt phần còn lại là xong. Còn cái cách dán nước thì nó tương đối nó sẽ dễ hơn, nhưng mà nó hơi bày hay một chút xíu. Các bạn thân mến, cái phần hướng dẫn đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các clip tiếp theo của đồ chơi di động.com nha.